Sau cuốn phim được trình chiếu thì chúng ta nói chuyện với Hoa hậu Vân Khương. Vân Khương cho biết cái cảm xúc của Vân Khương sau khi coi cuốn phim này. Dạ em chào anh và Vân Khương xin hân hạnh thân ái mến chào quý vị khán giả đang xem đài. Thật sự ra thì phim này đây là lần thứ 3 Vân Khương được xem phim này. Tại vì trong cái quá trình duyệt phim thì Vân Khương cũng được mời đến để mà xem bộ phim Bàn Tay Máu để mà tìm ra những cái lỗi kỹ thuật. Tại vì đạo diễn Quốc Võ cũng như là ekip rất là kỹ trong cái vấn đề là phải sắp xếp các tình tiết làm sao mà cho hợp lý, cũng như là cho hợp mắt người xem, và anh muốn nghe nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy thật sự ra là lần này Vân Khương không có cảm thấy sợ như mọi người. Tuy nhiên là những cái lần đầu tiên thì Vân Khương vẫn còn nhớ là cái cảm giác rất là sợ, tới nỗi mà khi mà mình đi về nhà mình cảm thấy là mình giống như là cô gái trong phim á, đang ngủ thì có một cái bóng đứng kế bên mình và biết đâu là nửa đêm kêu mình dậy làm những cái chuyện mà mình không hề biết. Tuy nhiên với những cái ý nghĩa trong bộ phim thì Vân Khương cảm thấy nó rất là đặc biệt, nó cho những cái người kém thế được một cái power, một cái quyền năng nào đó để họ có thể đòi lại công lý cho chính bản thân mình. Cho nên là cái cảm giác chung là Vân Khương vừa sợ nhưng mà cũng vừa vui vì chúng ta có một bộ phim rất là thành công. Đó là cuốn phim, còn ở ngoài đời thường thì Hoa hậu Vân Khương có sợ ma không? Dạ thật sự là rất là sợ ma. Thì Vân Khương nói như vậy mà anh đã bật mí trên đài thì chắc chắn là sau này là sẽ có người kiếm Vân Khương để mà nhắc ma thôi. Thì Vân Khương cũng giống như là mấy người con gái khác thôi, rất là sợ ma, rất là sợ là mỗi khi là mình đi ngủ hoặc là mình đi qua mấy cái chỗ mà nghĩa địa thì mình bị ma nhập đó anh. Thì Vân Khương không biết là quý vị khán thính giả và anh thì như thế nào, anh có sợ ma hay không? Bây giờ Vân Khương đang phải trả lời tiếp. Nếu mà sợ ma như vậy thì Vân Khương có tin là có ma không? Vân Khương nghĩ là nếu mà chúng ta tin vào Phật, vào Chúa, vào cõi trên, vào những cái người mà ban ơn lành cho mình thì cũng có cõi âm, cũng như là có những cái thế lực siêu nhiên huyền bí. Như vậy thì ở trong cuộc sống chúng ta mới có trái, có phải, có đen, có trắng, và những cái thế lực đối lập nhau, cũng như là con người chúng ta ở chính giữa, chúng ta phải lựa chọn là mình đi theo phe nào. Đối với Vân Khương thì có bao giờ Vân Khương gặp một cái hiện tượng mà Vân Khương nghĩ rằng là ma hay là một cái gì đó vô hình, có bao giờ chưa? Dạ chắc tại vì em sợ quá cho nên ma nó không dám nhát em. Tại vì Vân Khương cũng nghe nói là nếu mà ma mà họ nhát những cái người mà yếu bóng vía thì những cái người đó họ té lăn đùng ra xỉu hoặc đứt mạch máu não chết thì ma cũng có cái tội mà không có siêu thoát được, phải không? Hình như là Vân Khương nghe như vậy cho nên là Vân Khương tin như vậy, và Vân Khương tin là đây là cái lý do mà Vân Khương chưa bị ma nhát. Thế nhưng là trong cuộc sống Vân Khương có nghe câu chuyện kể, và cũng như là chính bản thân mình Vân Khương cũng đã từng có những cái kinh nghiệm là cảm thấy có một cái thế lực nào đó nó cho mình biết là cái người đã khuất đang quay về để mà thăm mình. Và có một lần khi mà Vân Khương bước vào một cái phòng tắm, có hai lần Vân Khương bước vào một phòng tắm hoặc là đang nằm, thì khi Vân Khương tự nhiên nghĩ về một người đã khuất, và tự nhiên trong đầu thoáng qua suy nghĩ là nếu như mà cái người đó đang bên cạnh đây có lẽ là đèn nó sẽ tắt ngay bây giờ. Và ngay lúc đó thì cái đèn tắt. Thì Vân Khương nghĩ không biết là giải thích cái hiện tượng nó như thế nào, là cái ý nghĩ của mình quá trùng khớp. Thì có lẽ là không biết là quý vị khán thính giả cảm thấy sao, nhưng mà Vân Khương tin là có một cái thế lực nào đó nó lúc nào cũng hiện hữu chung với tất cả chúng ta. Nếu mà sợ ma như vậy thì trong cái trường hợp mà mình đi một cái nơi mới, giống như cái cô diễn viên vừa rồi, cái vai diễn đó đây rồi, tức là một cái nơi mới, cô ấy thì không ngủ được, gặp ma, thì cái kinh nghiệm của Vân Khương làm sao để mà có thể bất sợ hay là khỏi sợ trong những trường hợp như vậy? Dạ mỗi người có phương pháp khác nhau. Thì Vân Khương nghĩ là mình khi mà mình sợ ma thì mình cảm thấy là không có bất cứ cái gì có thể bảo vệ mình được. Nếu mà mình ở một mình thì chỉ có cách là lúc nào mình cũng phải có một người bạn đồng hành. Còn nếu mà mình ở một mình thì chắc là phải gọi. Em nghe nói là ma sợ điện thoại, ma sợ tiếng động của TV. Nhưng mà thí dụ mình coi những cái phim giống như là The Ring thì ma nó từ TV bước ra nữa, cho nên là cũng hết cách chữa thôi. Chỉ còn cách là mở đèn lên, xong rồi mình uống thuốc an thần, mình ngủ quên đi, thì có lẽ là mình quên đi nỗi sợ. Và hy vọng là ma không có xuất hiện. Cảm ơn Vân Khương rất nhiều. Chúc may mắn, chúc không gặp ma trong tương lai. Em rất là cảm ơn anh, em cũng chúc anh như vậy. Và chúc quý vị khán thính giả cũng đừng có rơi vào hoàn cảnh giống như là diễn viên trong Bàn Tay Máu.